ngon được không? Nên nó bị cái ống cổ rồi. Nên lâu rồi gãy từ lúc môi, từ lúc thấy vai ra rồi. Cái chú bán lại chỗ này cho cháu. Cho cháu đi lấy.
chưa giàu ấy. Thế này bao nhiêu tiền? Cơm ra là bạn về với Thắng. Đi hái cho con cơm. Tụi cháu cần hãy nhắc lên một cái. Lô nặng quá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tiên. Cái người khác chỉ lấy. Cái nhỏ kia. Các con ăn được thì ăn thôi. Mua về không có ai ăn đi. Đỡ khổ nhỉ. Dạ, có như thế này. Bánh kẹo mà mua thể tết đến một bánh quy á. Thế đi cho các bác hết. Nè, nó chợ tay bường đấy, chợ mất không ăn luôn. Không nên gì nữa.
Người ta hết hàng bao nhiêu tiền có người về thì biết gửi đưa sang năm.
là bao nhiêu trống? Lâu lắm mùa này nó ra không ra nhiều nhé.
rồi, em bơm thế nào thế thôi. Đấy, nhưng gì mà nhiều. Đây nó là đi chơi thôi, thật mà. Thank you.
lâu lắm mùa này nó ra không ra nhiều nữa. Chưa chắc được các bạn con ơi. Chưa. Ô chơi rồi. Thank you.
bán nhiều mà. Bây giờ là tất cả rồi. Thank you.
chị ơi, thịt mì pháo này người lạnh hết đấy. Em ơi tính đi em ơi. Dậy đi ăn. Có nước không à? Mang nước đi theo không? Hay là không có. Em bé đến nước rồi cho chị. Mình hơi dậu không? Cầm nước. Thấy người thế nào? Đỡ hơn chưa? Ta đói rồi. Ăn là ngồi nghỉ một tí. Đỡ thì về nhà nhé. Cái bánh đó. Để đói. Hoặc là nữa em đưa chị về nhá. Là sao? Đây. Em ăn đi này. Đói lắm phải không? Hết mồ hôi rồi. Anh đang uống nước. Lát về phải nấu cơm về ăn đi nhá, không ai đói. Đi về nhá, phải đỡ ăn chưa? Phải đỡ chưa? Đi tiếp vào. Nhà ở đâu? Của chị ở kia. Em bé đi tiếp vào nhá. Đi qua đường đây. Thank you.
thương hiệu Mama, một sản phẩm nước giặt công nghệ sinh học số 1 trên thị trường hiện nay.
để xe. Okay, there you go.